Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với 8 loại game khác nhau trên iPad. Hello, xin chào mấy bạn Tây nha. Hôm nay mình sẽ chơi 8 tựa game trên iPad. Nào, game đầu tiên chúng ta chơi sẽ là game. Game đầu tiên chơi sẽ là một loại game đột kích, game bắn nhau. Hãy để xem nào. Súng của chúng ta có đây 48.000 à, chúng ta có để mua được một khẩu súng mới rồi. Đây này, súng thằng kia đây nhỉ, đúng rồi, AK đây, bọn này toàn chơi súng xịn thôi. Mìn xem một bốn ba ít ra cái hai sẽ là một khẩu súng ngắm. Wow, lần đầu sẽ mà mình không để ý được, mình chỉ biết chơi là chơi thôi, thật là ngu quá mà. Xê dễ dễ quý nào, không được lấy mấy quả no, lấy kem thôi. Quay lại đi thôi, chưa kịp bắn nữa mà. Bắn nhanh nào, bắn nhanh nào, vào bắn nhau. 3/7 rồi. Ok, let's go. Oh no. Tiến lên anh em. Mình sẽ quay ra. Style xuống bọn này khá là xịt. Xong. AK kìa. Tao phải đánh nhanh, thắng nhanh. Nhanh, thắng nhanh nào. Yêu cầu với doanh nghiệp, xin chúc mừng mình đã nhận được một số tiền. Ô sao chúng ta phải xử lý hay, bây giờ mình sẽ chơi nha. Mình sẽ chơi phần ở đây có hai thằng à, mình chơi phần động xe, phần động cửa giới à, chúng ta sẽ làm Kevin quay nhờ. Thôi thì chúng ta sẽ sang game tiếp theo đi. Trước tiên mình tắt lên thằng Flow à. Đó. Let's go. Một đấy. Sao lại đem được thức ăn rồi. Tiền bạc. Qua đến xin việc rồi. Mình có phải ở kia là bờ 6 thì mình làm ở đấy thôi. Hai nhà hoàng của chúng ta vứt không đây ra rồi. Ok. Khi ra đấy nhá. Ua xe này tôi chơi cái xe cho chó của chúng ta mà.
đừng lấy chó. Không biết là xong chuyện đó đi, chuyện đó đi. Yes. Thật sự không thể nghĩ tin nổi. Tiếp theo là cho một xe là cắm đầu hay trời ơi, trời ơi, đúng không? Đây, nhà máy sản xuất nữa. Rồi, thế thì không ăn thua rồi. Đấm nó. Mày học vậy, mày học vậy. Mày học vậy. Ngáo à. Léo nhiếu. Wow. Đồ ăn các thứ các thứ. Đấy, đồ ăn mà. Hai nhà ăn không phục vụ được bọn này sao? Thôi chúng ta sẽ sang game tiếp theo đi. Set Black. Level 12. Ồ, có lẽ chúng ta không chơi được. Assassin. Game đột kích. Đi giết địch. Mình chỉ cần sao mà bọn nó có súng. Thật là không công bằng. Bọn mình làm sao tìm được tao cơ chứ? Ui, nhưng mà lại chẳng thể lấy mất rồi. Cũng may. Cũng may là tao đây đỉnh cao. Giáo ạ, bọn nó đã bắn chết tôi rồi, bọn nó đưa tôi ra pháp trường và nó hành hình tôi rồi. Wow. Cuối cùng cũng game. NASA nha. Đấy. Ấy nhỉ, lục nhỉ. Đúng rồi, đây là thế là khô. Tại sao? Ta bị cháy đầu và phải tìm một chỗ nữa. Đây. Không thể tin được con này làm vậy thì ai chơi. Úi dồi ôi. Làm như thế này thì ai chơi vậy. Tiếp theo. Chết đi. Hả? Tưởng thế nào? Ít ra nào. Sợi. Club. Wow, chúng ta nhận được 3 cái chìa khóa. 3. Trời, không thể nào tin được. Mình tay mình cũng thật là quá đen. Wow. Đóng video đi.
Chúng ta sẽ sang game tiếp theo. Dashi Clahit Dumpling 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 Dumpling. Wow, vẫn là cái xe chết tiệt rồi. New car. Hơi nhiều cái con khỉ ấy. Cái xe này bay lên nào. Bay tiếp nào. Trời, láo nháo. Láo nháo nó không có răng ăn cháo đâu em ơi. Go go go! Wow, dê, ô dê, ô chê, ô chê. Trời ơi. Select a car. Select a car. Hey, đi ra đi. Boom boom, boom boom. Wow, chúng ta làm khá là xa. Tech Start đó sẽ là game tiếp theo của chúng ta. Chờ vào game nào một bộ. Nó bùng. Sao vậy? Game này sao có thể không chơi được nhỉ? Thế chúng ta sẽ sang game Brawl Master. Sao thế nhỉ? Sao game đấy lại? Hay sao? Wow. Mình sẽ chọn con này à? Hay con này? À thôi mình quyết định sẽ chọn con này đi. Ây à. Mình ngoài hành tinh mà ta sợ nhỉ? Đúng rồi. Cảm cho nó phát. Ây chà. Ghê vậy. Sụt. Chết trốn làm phát à. Đau đau. À chết rồi. Chúng ta thủng bụng mất rồi. Chưa chết cơ à? Khá quá nhỉ. Có gì. Có gì. Mình cắm hơi xa. Mày hào bưởi.
quan trọng hiện ra mình sẽ tăng lên một tí nữa. Ui, ai à, đau thế nhỉ? Mình không thắng được đâu. Mày này. Đừng mà. Mày chết đi. Chết. À, lùng lẳng à, mày thích lùng lẳng với tao à? Mày thích lùng lẳng với tao phải không? Hay sao thôi tự chết. K.O. Trời, áo khá đẹp. Tính ra nào. Tiếp tiếp. Next. Rồi sẽ sang tiếp theo. Gì còn thêm nào đâu. Lại tiếp. 1, 2. Ấy, no. Mình sẽ sang phía sau như thế nào? 199 đồng à? Đây, vừa like luôn. Thần bài. Rồi mục tiêu hồng. Wow, 40 mét. Mày học bữa ấy. Trời ơi, là phát lúng đầu. Thấy chưa? Mày vãi. Sao? Wow, chế độ nó phiêu. Úi trời ơi, cắm yến yên vào người à. Mày chết đi. Số là một viên rồi. Thôi xong. Mày học rồi. Ây, cay thế nhờ, cái búa này còn nảy nữa. Mày vãi, chưa thể chết được. Tao còn phải giết mày nữa cơ mà. Bùm, thôi. Mình không thể giết được nó mà. Tản cho nó tự chết thôi. K.O. Ấy nha. Anh nào. Úi trời ơi. Tuổi gì? Level. Ấy ra. Mới nhập game có thể nhập thêm phần chiến tranh. Đóng video. Next. Trời, chúng ta được nhận tiền rồi. Thôi không. Chết. Được quay. Hai kim cương thì lấy làm cái gì không biết. Play nào. Tiếp tục. Ấy à, được đấy, đẹp trai đấy anh em. Trời, nhìn cũng khá là đẹp trai. Úi dồi ôi, đau. Ôi trời ơi. Chết rồi. Cái này cho mọi người nhìn thấy nha.
spam. Sao không trúng quá. Đã rơi 5 cánh à. Mày chết chưa? Mình phải cắt được chuẩn con thần bài này mới thua thôi. Mày qua, mày qua, trúng chân, trúng chân. Mày này ngáo hả mày? Ngáo hả mày? Tuổi gì? Cho xin cái tuổi, đừng má mày. Đừng lắng cho con. Đừng lắng chưa con? Mày lùng lắng cho con. Này, đẹp trai chỉ được cái mã thôi. Không. Đi đi. Thôi, có lẽ mình xin kết thúc video tại đây thôi. Xin chào các bạn nha.